Thưa quý vị và các bạn, bệnh nhiệt miệng hay còn gọi là loét miệng là bệnh hay thường gặp. Bệnh nhiệt miệng tuy không nguy hiểm, không để lại sẹo nhưng rất khó chịu và hay tái phát khiến người mắc bệnh gặp khó khăn trong ăn uống sinh hoạt. Trong mục cẩm nang y học kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bác sĩ Trần Xuân Hưng, trưởng khoa ngũ quan, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh hướng dẫn cách tự điều trị chứng nhiệt miệng ngay tại nhà bằng những cây lá và nguyên liệu dễ kiếm. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Trong đông y thì người dân chúng ta hay dùng từ nó là nhiệt miệng. Nhiệt miệng là những cái vết loét ở trong miệng và đường kính của nó thì thường vào khoảng là 1-2 cm, và bờ của cái nhiệt miệng này thì bờ nó rất là tròn trịa. Đáy của bờ thì thường là bám những cái mảng giả mạc trắng. Thế thì ở đông y thì nhiệt miệng thì thường là trong đông y thì có thể là do gan hoặc là do thận nóng thì nó gây lên. Thế thì xin giới thiệu đến quý vị một vài các cái phương pháp mà điều trị nhiệt miệng dùng những cái loại thuốc và những cái vật dụng mà thường ngày ở nhà chúng ta có thể sử dụng được. Thì trước hết thì tôi cũng xin giới thiệu với cả quý vị khán giả là một loại cây mà chúng ta vẫn thường gặp và vẫn dùng làm thức ăn hàng ngày, đấy là rau ngót. Thế thì rau ngót này các bạn có thể dùng nó để điều trị cái bệnh nhiệt miệng tại nhà rất là đơn giản thôi. Các bạn lấy lá rau ngót, các bạn rửa sạch, sau đó thì là các bạn giã ra, các bạn lấy nước và lấy cái phần nước đó các bạn hòa cùng với cả một ít mật ong. Thế thì sau đó thì là các bạn sẽ dùng cái bông để thấm cái dung dịch mà mình đã hòa giữa nước rau ngót và mật ong vào cái vị trí mà bị loét ở trên miệng. Và cái rau ngót này thì nó kết hợp cùng với cả cái mật ong đó, cái mật ong của mình thì nó cũng có tác dụng là kháng viêm đấy, thì nó cũng sẽ làm cho cái viêm loét trên mặt miệng này nó nhanh liền hơn và nó khỏi nhanh hơn. Thế thì các bạn có thể là chấm vào đó một ngày 2-3 lần, thì sau khoảng 2-3 ngày thì là cái vết loét của chúng ta nó sẽ giảm bớt đi và nó có thể khỏi được. Cái cách thứ hai thì chúng ta là cũng có thể là dùng là bột sắn. Chúng ta sẽ pha là thường là một ngày chúng ta sẽ uống một cốc. Một cốc này thì chúng ta sẽ pha vào khoảng 3 thìa bột sắn, pha với một cốc nước và tầm khoảng là 300ml thì chúng ta uống ngày một cốc thôi. Bột sắn sẽ có cái tác dụng của nó là thanh nhiệt giải độc. Đấy. Thế thì cái nhiệt miệng này thì là theo đông y thì thường là do nhiệt, do gan nóng nó gây lên. Thế thì bột sắn này thì chúng ta uống ngày một cốc bột sắn thì nó sẽ thanh nhiệt giải độc ở đây và nó sẽ làm cho cái nhiệt miệng này nó giảm bớt đi và nó nhanh khỏi hơn. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng một cái loại cây mà chúng ta rất hay gặp, đó là rau má. Cái rau má này thì các bạn có thể lấy rau má rửa sạch, các bạn giã ra, các bạn lấy nước và các bạn uống để thay cái nước uống hàng ngày. Thì cái số lượng thì một ngày các bạn có thể uống 2-3 cốc nước rau má, khoảng 200-300ml. Thì cái nước rau má này nó cũng có cái tác dụng là thanh nhiệt giải độc, thì nó cũng sẽ có cái tác dụng tốt cho cái bệnh nhiệt miệng. Và nước rau má thì nó cũng rất tốt cho sức khỏe của các bạn.